3 tác dụng đáng ngạc nhiên từ cơm gạo trắng. Thứ nhất, đó chính là cái nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta. Cơm gạo trắng nó có chứa một cái hàm lượng lớn carbohydrate, và đây là chất mà nó cung cấp cho năng lượng cho cơ thể chúng ta chính nhất. Trong cơm gạo trắng nó còn chứa những cái vitamin nhóm B, và những cái nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition ghi nhận là những cái vitamin nhóm B, ngoại trừ cái acid folic hay là vitamin B9, đều tham gia ít nhất là một bước trong cái hóa trình hoạt động tạo ra năng lượng của tế bào. Và việc chúng ta sử dụng cơm gạo trắng chính là cái nguồn cung cấp vitamin nhóm B đầy đủ cho cơ thể chúng ta nhất. Cái thứ hai nữa là giúp cho cái xương khớp chúng ta chắc khỏe hơn. Thì chúng ta thường khi mà nói về sức khỏe xương khớp thường hay nghe nói tới canxi, vitamin D3, vitamin K2, magie, kẽm. Đó là những cái thành phần quan trọng cần thiết cho cái sự phát triển của xương khớp. Tuy nhiên, song song đó có một cái thành phần cũng rất quan trọng cho sự phát triển của xương khớp mà ít ai nhắc đến, đó chính là mangan. Và cái mangan nó chứa nhiều ở trong cơm gạo trắng của chúng ta. Cái thứ ba nữa đó chính là hỗ trợ cái sức khỏe về đại trực tràng. Thì cơm gạo trắng nó có chứa một cái hàm lượng cái kháng tinh bột cao, đặc biệt là khi mà nấu chín và để nguội. Thì những cái nghiên cứu chỉ ra rằng đối với những cái chất mà kháng tinh bột cao có trong cơm gạo trắng, nó sẽ giúp tạo ra những cái axit béo, và những cái axit béo này giúp cho cái đường ruột chúng ta khỏe mạnh hơn. Những cái nghiên cứu nó cũng nói đến là cái việc mà những cái axit béo này nó sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc những cái bệnh lý ung thư đại trực tràng. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.